kim loại cần nhớ nè, bắt đầu là viết nè, khi nào ba cần may áo giáp sao nhớ rồi sắt thấy hôm bữa chị bảo học nhớ sang phố hỏi cửa hàng á phi âu giỏi đó thấy chưa, năm ngoái thầy rồi vừa cũng còn nhớ đó được chưa. Sau đó nhớ khi là chữ K, nào là NA, ba là BA, cần là CA, may là MG, áo là AL, giáp là ZN, sắt là FE, nhớ là NI, sang là SN, phố là PB, hỏi là H, cửa là CU, là CU á. Hàng là AG, á là AG, phi là BT, âu là AU. Nuốt